Rồi chào tất cả anh em và các bạn, chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Chỗ anh em thế nào à? Do mình đang chuẩn bị xuống giống nha các bạn. Và cái này là mình ngâm cái giống đại thơm SSC của công ty giống cây trồng miền Nam các bạn. Và cái này là mình chuẩn bị cấy đại thơm 8. Thì bữa nay là mình ngâm thì 24. Sáng mai mình vớt, sáng mốt mình đem gieo mạ. Và 10 ngày sau là mùng 4 tháng sau đó các bạn, là mình bắt đầu cấy xuống ruộng. Thì cái này mình cấy tay nha các bạn, do lý do là cái máy nó lúng quá cho nên là mình chọn biện pháp cấy tay. Thì cấy một công là 8kg giống nha các bạn. Chuẩn bị vụ mới này là để mình chuẩn bị cái giống cho cái đại thơm 8, cho cái đông xuân năm sau. Cái này là vụ 3 nha các bạn. Ở đây là vụ thu đông đó. Đại thơm 8. Rồi, chào anh em và các bạn.